Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Khám phá quân sự, một sản phẩm của TM Media. Kênh YouTube chuyên phân tích, tìm hiểu về lịch sử bàn cờ quân sự thế giới cận đại và hiện đại. Các bạn thân mến, tiêm kích F-15 Eagle bắt đầu hoạt động trong không quân Mỹ từ năm 1976. Trong suốt 3 thập kỷ, F-15 được xem là kẻ thống trị bầu trời cho đến khi tiêm kích tàng hình F-22 Raptor được đưa vào hoạt động. Với khả năng cơ động nhanh, hỏa lực mạnh, radar tiên tiến, tiêm kích F-15 Eagle vẫn là vũ khí đáng gờm khiến đối thủ của Mỹ phải e ngại dù đã hoạt động hơn 40 năm. Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng khám phá quân sự tìm hiểu về dòng máy bay đặc biệt này. Có thể bạn chưa biết, dù mới chỉ được đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ tại căn cứ chiến thuật số 405, Luke AFB, Arizona từ tháng 4 năm 1988. Thế nhưng, F-15 Air Striker Eagle thực ra chỉ là một trong những biến thể của dòng tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15, được ra mắt từ những năm 1970, vốn được thiết kế thiên tuyệt đối về khả năng không chiến. Theo đó, biến thể F-15 Air Striker Eagle về cơ bản vẫn giữ nguyên các kết cấu khung thân như các phiên bản tiền nhiệm, nhưng lại có những thay đổi đáng kể về kích thước. Kết cấu một số bộ phận nhằm tăng cường khả năng tấn công đất đối đất đến mức không thua gì một cường kích thứ thiệt, trong khi vẫn giữ nguyên khả năng không chiến của các biến thể F-15 tiền nhiệm để máy bay có thể tự bảo vệ mình và chiến đấu chiếm ưu thế trên không bất cứ khi nào cần thiết. Cụ thể, chiếc tiêm kích đa năng mới của Mỹ sẽ được thiết kế nhằm phục vụ chiến thuật xâm nhập vào không phận của đối phương, giải bom hoặc phóng tên lửa, sau đó tìm cách bay ra ngoài khu vực nguy hiểm. Nếu trong trường hợp gặp tiêm kích đối phương thì lập tức chuyển sang không chiến, bắn hạ đối thủ rồi tẩu thoát hoặc cầm cự cho đến khi các phi đội tiếp viện đến ứng cứu. Thế nhưng, việc phải vận hành có hiệu quả một chiến đấu cơ đa nhiệm với hàng tá nhiệm vụ như vậy lại đặt ra cho các kỹ sư người Mỹ bài toán về giới hạn trong khả năng của các phi công khi phải thực hiện quá nhiều thao tác cùng một lúc. Và với phương châm hai cái đầu vẫn tốt hơn một, các kỹ sư đến từ nhà phát triển McDonnell Douglas đã thiết kế thêm cho chiếc F-15 E-Striker Eagle một chỗ ngồi phía sau dành riêng cho sĩ quan điều khiển vũ khí, vừa có nhiệm vụ duy trì hoạt động kiểm soát bay và tiếp nhiên liệu trên không. Đây là hai thiết bị công nghệ cao sử dụng tia hồng ngoại, video và tia laser dùng để thu thập thông tin tình báo, giúp người lính giảm bớt các thao tác trong toàn bộ quy trình, từ dò tìm, xác định các mục tiêu mặt đất đến quyết định khai hỏa vũ khí thông thường hoặc vũ khí dẫn đường bằng GPS để hạ gục mục tiêu. Chưa dừng lại ở đó, trên mỗi buồng lái của F-15 E-Striker Eagle còn có 4 màn hình hiển thị gần như toàn bộ thông tin được cập nhật liên tục từ radar hoặc cảm biến hồng ngoại. Phương tiện tác chiến điện tử giúp hai thành viên phi hành đoàn nắm bắt chính xác tình hình chiến trường, từ các mối đe dọa tiềm tàng đến tình hình vũ khí, trạng thái của máy bay cũng như tương quan lực lượng địch ta, để từ đó có thể ra quyết định nhanh chóng, chính xác nhất, giúp tăng hiệu quả chiến đấu phù hợp nhất có thể. Nhất là trong tình hình chiến trường liên tục có những biến đổi với những tình huống bất ngờ, để có thể khai thác hiệu quả các loại vũ khí đối đất phổ biến trong kho vũ khí Hoa Kỳ như bom thông minh GDAM, Paveway, tên lửa hành trình AGM-65, tên lửa chống hạm Harpoon, đạn tên lửa chuyên tấn công ngoài tầm phòng không AGM-154, AGM-158 hoặc bom hạt nhân. Những chiếc F-15 E-Striker Eagle được thiết kế để nâng tải trọng cất cánh tối đa tới 36,45 tấn, nặng hơn một chút so với tải trọng cất cánh tối đa khoảng 30,48 tấn ở các biến thể F-15 phổ biến khác. Nhưng cũng như các biến thể khác của mình, F-15 E-Striker Eagle chỉ có sải cánh 13m, chiều cao 5,6m, chiều dài 19,44m, nhỏ hơn một chút so với đối thủ là dòng chiến đấu cơ đến từ Nga là Su-34 với chiều cao 6,09m, chiều dài 23,34m, sải cánh 14,7m, phạm vi chiến đấu tới 3.840 km khi được lắp thêm 3 thùng nhiên liệu bên ngoài, nhưng vẫn sở hữu trần bay tới 18.288m cùng tốc độ vượt trội tới Mach 2.5, vượt qua cả mẫu tiêm kích thế hệ 4 cộng của Nga là Su-35 với tốc độ tối đa Mach 2.25, trần bay 18.000m. Sở dĩ F-15 Eagle Striker
vẫn có thể đáp ứng các yêu cầu cơ động trên chiến đấu cùng tốc độ trần bay tương đương với một tiêm kích chiếm ưu thế trên không. Với trọng lượng đầy tải vượt trội, trong khi vẫn giữ nguyên kích thước, chủ yếu là do loại máy bay này được trang bị hai động cơ Pratt & Whitney F100 PVK-220 có thể tạo ra lực đẩy 50.000 pound, hoặc F100 PVK-229 có thể tạo ra lực đẩy 58.000 pound, tích hợp công nghệ kỹ thuật số tiên tiến để cải thiện hiệu suất, cho phép tăng tốc độ cất cánh nhanh hơn và phản ứng linh hoạt hơn ngay cả khi đang trong trạng thái buộc phải cơ động linh hoạt liên tục. Và cũng như các biến thể F-15 khác được dùng trong không quân Mỹ, F-15 Stryker Eagle hiện đại đang được trang bị chủ yếu loại radar quét mảng pha điện tử chủ động AN-APG-63V3 hoặc radar AN-APG-70 có tầm sục xạ mục tiêu tới hơn 160 km trên không và 300 km đối với các mục tiêu cỡ lớn như tàu khu trục, hoàn toàn vượt trội loại radar trên dòng Su-34 của Nga, vốn chỉ có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 250 km và lập bản đồ mặt đất ở cự ly 150 m. Thậm chí, ngay cả khi so sánh với Su-35, dòng siêu tiêm kích hàng đầu của Nga, dù được trang bị loại radar mảng pha thụ động IBIS-E có khả năng phát hiện và khóa các mục tiêu ở trên không từ khoảng cách 350 tới 400 km. Nhưng bù lại, dòng radar APG-70 được trang bị phổ biến trên F-15 E-Striker Eagle lại cho kết quả hiển thị mục tiêu kích thước nhỏ với độ chính xác cực cao, rất khó bị gây nhiễu ngay cả trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và các khu vực địa hình phức tạp dưới mặt đất. Thế nhưng, nếu bị rơi vào các tình huống phải tấn công mục tiêu là các chiến đấu cơ tàng hình, Su-35 lại có được lợi thế từ tổ hợp tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại IRST-OLS-35 cho phép nó xác định máy bay đối phương trong bán kính 50-90 km mà không cần phải phát tín hiệu đánh động vào các phương tiện địch. Có một điều thú vị khi nhìn vào các cuộc tranh cãi về khả năng thực chiến giữa dòng F-15 E-Striker Eagle khi so với các đối thủ đến từ Nga, đó là khi nói về khả năng tấn công đối đất. Những con đại bàng tấn công đến từ xứ sở cờ hoa, dù vượt trội về khả năng tác chiến điện tử, tấn công chính xác mục tiêu nhỏ. Tuy nhiên, vì không được bọc Titan, nên con đại bàng tấn công của Mỹ lại không được cứng đầu như Su-34 và có phần thua thiệt hơn về khả năng tấn công bổ nhào, lao thẳng vào tiền tuyến quân địch. Còn khi so với dòng tiêm kích Su-35, với động cơ phản lực hai luồng đẩy Vector cho vận tốc leo cao tới hơn 280m trên giây cùng 12 tấn vũ khí, dòng chiến đấu cơ đa năng đến từ Mỹ hoàn toàn lép vế khi con quái vật đến từ Nga có thể thực hiện tấn công áp đảo từ mọi hướng bằng số lượng tên lửa vượt trội và chỉ cần hai trong số tên lửa đấy là loại R-77M1 với tầm bắn 175 km được dẫn đường bằng radar chủ động. Những chiếc Su-35 hoàn toàn có thể bắn hạ con đại bàng bầu trời của Mỹ trong khi vẫn còn dư vũ khí để tấn công các mục tiêu khác. Vì vậy, với vị thế là dòng chiến đấu cơ đa năng vừa đảm nhiệm vai trò chiến đấu đối không, đối đất lẫn đảm bảo tiếp vận trong bối cảnh các biến thể chiến đấu cơ tăng hình thế hệ thứ 5 đang gặp rất nhiều vấn đề từ giá cả siêu đắt đỏ, độ bền khung thân đến khả năng không chiến. Người Mỹ đang ra sức nâng cấp F-15E Stryker Eagle đến mức vừa có thể giữ vững ưu thế tấn công đường không cho quân đội bằng các đòn oanh kích đường không chính xác, vừa có thể giữ vững trận thế trên không trước các đối thủ có khả năng không chiến cực mạnh như Su-30, Su-35S và thậm chí là T-50. Trong đó, đáng chú ý nhất là vào năm 2021, không quân Mỹ đã cho tiến hành cuộc thử nghiệm đối với tiêm kích đa năng F-15E khi sử dụng thêm một cơ cấu đặc biệt cho phép máy bay mang cùng lúc 5 tên lửa không đối đất tầm xa có khả năng tấn công ngoài tầm phòng không AGM-158 JAS nhưng vẫn mang được 2 tên lửa không đối không tầm ngắn và 2 đạn tầm trung. Tổng số tên lửa là 9 quả. Được biết, đây là loại tên lửa hành trình tàng hình được trang bị động cơ phản lực Teledyne CAE-G402 cho tầm bắn siêu xa từ 370 km với bản thường tới 1.000 km đối với bản AGM-158 JAS-R. Không dừng lại ở đó, nhờ hệ thống điều hướng rất tinh vi kết hợp giữa dẫn hướng quán tính INS cập nhật từ hệ thống định vị toàn cầu GPS đi kèm bộ cảm biến hồng ngoại, tên lửa này có thể dựa vào khả năng hoạt động tại khoảng cách cực thấp dưới mức phát hiện của radar để qua mặt mọi hệ thống phòng không tiên tiến nhất trên thế giới hiện tại, tăng sức mạnh tổng thể của cả máy bay lên mức vượt trội so với Su-34 của Nga,
dòng máy bay có chức năng gần gũi nhất với F-15E Stryker Eagle. Không chỉ có vậy, dựa vào khung thân mang chất lượng cực cao của biến thể F-15 này, người Mỹ thậm chí còn ra sức thử nghiệm nhằm đưa con đại bàng tấn công của mình kiêm nhiệm luôn vai trò của đại bàng thổ hàng. Các bạn không nghe nhầm đâu, quả thực cũng vào năm 2021, trong các nỗ lực nhằm cải thiện chiến thuật triển khai tham chiến nhanh chóng ACE, nhằm tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào những sân bay cũ vốn tiềm ẩn nguy cơ bị đe dọa trước các đối thủ như Nga và Trung Quốc. Phi đoàn thử nghiệm và đánh giá số 58 Skull của Không quân Mỹ đã thành công khi cho F-15E Stryker Eagle mang theo 15 quả bom thông minh có bộ điều khiển quỹ đạo. Nói về kết quả của cuộc thử nghiệm này, Trung tá Jacob Lindemann, chỉ huy của phi đoàn thử nghiệm và đánh giá số 58, thì Stryker Eagle giờ đây đã có thể mang đủ số lượng bom thông minh có điều khiển GDAM trong một lần xuất kích, hạ cánh ở một địa điểm xa, tự nạp đạn hoặc nạp đạn cho máy bay chiến đấu khác, chẳng hạn như F-35 hay F-22 để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bổ sung. Cụ thể, để mang được nhiều nhiên liệu hơn, những chiếc F-35E Stryker Eagle sẽ được gắn thêm hai thùng nhiên liệu thích ứng CTF áp dưới thân, tạo ra ít lực cản hơn so với loại thùng đeo dưới cánh thông thường. Trong đó, mỗi thùng nhiên liệu có thể chứa tới 2.800 lít nhiên liệu và có 6 giá treo gắn vũ khí được bố trí thành hai hàng. Trong khi hàng bom phía bên dưới có thể sử dụng để tấn công mục tiêu, thì hàng phía trên được dùng để dự trữ hoặc tiếp vận cho máy bay chiến đấu khác. Theo cách tính toán này, về lý thuyết, F-15E có thể tham gia chiến đấu bằng cách thả 9 quả bom GDAM, sau đó phải trở về căn cứ để các binh sĩ di chuyển hàng bom phía trên xuống dưới. Sau khi công việc hoàn tất, máy bay có thể quay lại chiến trường. Nhờ đó, những chiếc F-15E Stryker Eagle giờ đây có thể được trang bị đầy đủ vũ khí để tham chiến hoặc cũng có thể hoạt động như một phương tiện chuyên chở bom thông minh đến các căn cứ tiền tiêu để trang bị cho các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 là F-22 hoặc F-35. Giúp bù đắp phần nào lượng vũ khí có thể mang quá ít ỏi của hai loại chiến đấu cơ tàng hình này. Sau hàng loạt các đợt thử nghiệm, Không quân Mỹ còn nhận thấy con đại bàng tấn công của mình còn có phần hữu ích hơn dòng máy bay ngựa thồ C-130 trong một số phi vụ vận chuyển vũ khí, nhờ khả năng vừa có thể cung cấp vũ khí cho các chiến đấu cơ khác, vừa có thể không chiến tự vệ trong trường hợp bị quân địch tập kích bất ngờ mà không phải lo đến việc phải điều động chiến đấu cơ khác đến bảo vệ. Không những vậy, với tốc độ nhanh hơn, F-15E Stryker Eagle cũng có thể mang vũ khí đến chiến trường với tốc độ nhanh hơn. Đồng thời, hiệp đồng tác chiến cùng các phương tiện chiến đấu khác giúp gia tăng hiệu quả hoạt động trong những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, đây thực ra vẫn là một phương pháp cứu cánh trong các tình huống hết sức bi đát với Không quân Mỹ, như khi căn cứ tiền tiêu bị phá hủy. Quân đội Mỹ cần phải triển khai nhanh chóng các máy bay F-15E Stryker Eagle cùng các máy bay vận tải để di chuyển nhiều nhất có thể số lượng nhiên liệu, đạn dược, nhân viên hậu cần phục vụ cho chiến đấu cơ F-22 hiện đại nhất, tốc độ nhanh nhất đến tuyến đầu để tham gia tác chiến. Nhưng thực ra, đây không phải lần đầu tiên Lầu Năm Góc cố gắng thổi sức sống mới vào dòng F-15. Cuối những năm 2000, tập đoàn Boeing giới thiệu một mẫu thử nghiệm phiên bản nâng cấp mang tên Silent Eagle F-15SE. Trong dự án này, các kỹ sư cố gắng nâng cấp chiếc máy bay được cho là lỗi thời lên mức có thể sánh ngang với các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 bằng cách sử dụng vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến, vũ khí giấu trong thân máy bay giống như trên F-35 và F-22 và thay đổi các góc cạnh. Bên cạnh đó, máy bay cũng được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử mới, hệ thống điều khiển bom kỹ thuật số có thể mang theo 2 quả tên lửa không đối không tầm trung, 2 quả bom dẫn đường GDAM hoặc 4 quả GDAM-S. Phiên bản này chủ yếu để dành cho xuất khẩu, mức giá 100 triệu đô la Mỹ một chiếc được cho là hấp dẫn. Đại bàng im lặng F-15SE Silent Eagle được chuyển giao cho Israel, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Hàn Quốc, những quốc gia đã quá quen thuộc với việc sử dụng F-15. Tuy nhiên, quân đội những nước này lại thấy cùng số tiền đó để mua F-35 hiện đại chế tạo. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn khám phá quân sự phân tích nhé. Hàng ngày, kênh sẽ công chiếu 2 video vào lúc 11 giờ và 19 giờ. Các bạn nhớ dành thời gian để theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Khám phá quân sự. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám phá quân sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.